Ôi giữ đầu tư giữ lớn nghe chơi lớn nha. Em cũng chơi lớn, một lần chơi lớn xem ai có đâm đầu. Nhưng mà đó một phần đó là sự khách quan, tại vì hồi trước em cũng có chia sẻ là sau này nếu mà em có tiền mà em dành được á thì cái điều mà em sẽ tặng cho bản thân mình đó là mô tô, thì em có mua, và mua trong cái thời gian vừa qua thì em có tập luyện rất là nhiều, kiểu như là mỗi lần mà em cứ ngồi lên mô tô là em sẽ thấy một cái gì đó nổi loạn ở trong con người mình lại bùng phát ra. Em hy vọng là em có thể làm tốt cái vai trò này nhưng mà đừng có gọi là lố quá, tại vì em sợ là em không có vì đam mê cái sở thích của mình mà mình quên đi là mình đang đóng phim. Em chỉ sợ cái điều đó thôi, nhưng mà về cái kết nối với xe thì đó là một cái điều mà em cảm thấy vô cùng tuyệt vời và hạnh phúc. Em nghĩ là khi mà bấm phim thì nó có hoàn toàn nó khác so với cái cách em đang tạo dựng ở trong cái suy nghĩ của em. Mà đối với em thì đó là một cái gì đó nó cảm thấy rất là lớn, nhưng mà bởi vì nó là những cái ý nghĩa nó đem đến cho cộng đồng, cho xã hội, nên là trong cái suy nghĩ của em luôn luôn đặt một cái hướng là về phim đó, và luôn luôn trong cái suy nghĩ rằng là mình đang sống với cái vai đó trong cái thời điểm hiện tại. Và trong cái thời gian qua thì qua cái việc nỗ lực tập luyện hay là về gọi là biến tấu mình lại vai diễn thì không phải là giống như em lại nói không phải là tự tin, nhưng mà em đã gọi là sẵn sàng cho cái vai diễn của mình. Em xin cảm ơn ạ.